Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Đến với chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm với bạn Mai Thảo, một du học sinh vừa chỉ mới đậu visa thôi, thì sẽ lắng nghe những cái trò chuyện của Mai Thảo. Thì Mai Thảo cho các bạn biết là cái kinh nghiệm của ta, cái chia sẻ mà hiện tại cái cảm giác của mình như thế nào vừa đậu visa. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Ngọc Mai Thảo. Hiện nay mình 14 tuổi và khi mà mình vừa mới nhận được visa thì ba mẹ mình rất là vui. Và mình cũng nhảy rất là vui và không nghĩ là mình sẽ đậu visa. Và khi mà mình nhảy thì ba mẹ gọi điện cho hàng xóm quá trời luôn. Rồi mình gọi chia sẻ cho các bạn này nọ để mấy bạn biết, và mấy bạn cũng rất là vui khi mà mình được đậu visa đi du học Mỹ. Thì qua Mỹ em xong chương trình gì? Qua Mỹ em sẽ học chương trình High School ở trường Anaheim Christian School tại bang California ở Mỹ. Em có những cái lời khuyên nào dành cho những bạn mà chuẩn bị đi du học Mỹ cũng như là chuẩn bị đi phỏng vấn xin visa? Em nghĩ là các bạn nên tự tin khi trả lời phỏng vấn cho đại sứ quán Mỹ, bởi vì khi mà mình tự tin cho chính mình á thì mình cũng mới trả lời cho chứng minh cho đại sứ quán Mỹ là mình đi du học Mỹ thật sự vào mục đích mình muốn đi du học. Và khi mà mình tự tin vào chính mình thì người ta mới tin mình được. Và nhờ sự giúp đỡ của chị Quỳnh á thì em biết được trả lời những câu ngắn gọn xúc tích và liên hệ bản thân mình nhiều và trả lời rõ ràng cho đại sứ quán Mỹ. Và nhờ anh Bảo Anh thì nhờ anh mà em mới có được cái sự tự tin để có thể trả lời câu hỏi phỏng vấn. Và hơn nữa là nhờ anh thầy Khôi, nhờ thầy mà em mới có thể biết được những câu phỏng vấn và có thể luyện tập để trả lời trôi chảy cho đại sứ quán Mỹ. Qua sự trò chuyện của Mai Thảo thì một phần nào đó các bạn đi chuẩn bị đi phỏng vấn xin visa sẽ có thêm những cái kinh nghiệm thật bổ ích. Thì để chi tiết hơn về các cái trường hợp thì các bạn hãy truy cập cái website tindaiduong.edu.vn vào chuyên mục du học Mỹ để xem và trải nghiệm nhé. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.